chào xin chào nông dân xin chào. Chương trình Nông dân xin chào xin gửi lời chào đến quý bà con. Chào những vụ mùa bội thu, chào những cơ hội mới. Chúng ta cùng nhau đưa nông nghiệp Việt Nam lên tầm cao mới. Nông dân xin chào, chào vận hội mới. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào. Nông dân xin chào. Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, anh Trần Anh Nguyên từ bé đã sợ cái cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của ba mẹ và chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với việc làm nông. Ấy vậy mà khi lớn lên, anh lại chọn công việc mà anh đã từng rất sợ và đã tạo nên thương hiệu rau sạch mang tên Hảo Nguyên. Hiểu được nỗi khổ của bà con với điệp khúc được mùa thì mất giá, mất mùa thì được giá, anh đã liên kết với hơn 20 hộ dân tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên mô hình hợp tác cùng nhau có lợi và cung ứng ra thị trường 2-3 tấn rau mỗi ngày. Để có được lượng rau sạch cung cấp thị trường, anh đã liên kết với bà con nông dân và vận hành mô hình theo sơ đồ sau. Bước 1, chủ động tìm đến nông dân ký hợp đồng hợp tác. Bước 2, đào tạo hướng dẫn trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bước 3, phân chia loại rau trồng cho từng hộ dân, đảm bảo sự đa dạng về sản phẩm. Bước 4, theo dõi quá trình phát triển của rau, đảm bảo theo thực hiện đúng tiêu chuẩn. 6 tháng sẽ kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm một lần. Bước 5, thu mua rau thành phẩm từ các hộ dân. Bước 6, sơ chế phân loại, làm sạch và đóng gói. Bước 7, đưa rau ra thị trường qua hệ thống các siêu thị, nhà hàng, trường học, cửa hàng tiện lợi trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện của anh Trần Anh Nguyên cùng mô hình liên kết trồng rau sạch, xin mời quý khán giả hãy trở lại sân khấu của Nông dân xin chào. Xin giới thiệu nông dân Trần Anh Nguyên, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, người sáng lập công ty rau sạch Hảo Nguyên, quản lý trang trại rau 200.000 m², xuất ra thị trường 3 tấn rau củ quả sạch chuẩn Việt Gáp mỗi ngày. Chào đón cuộc trò chuyện của nông dân Trần Anh Nguyên và người kết nối nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Kim Xuân xin kính chào quý bà con. Xin chào nông dân Trần Anh Nguyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào cô. Ở đây thì cô Xuân nghĩ là chắc có lẽ là Nguyên sẽ phải nói nhiều với tất cả mọi người đang xem đài. Dạ. Là cái lý do nào, cái cơ duyên nào để từ không phải là nhà nông, mặc dù là gốc nhà nông, và sau đó lại trở thành nhà nông của Nguyên. Như ông bà nói thì làm như là nghề nó chọn mình. Ba con là gốc nhà nông. Thực sự cái cuộc sống của nhà nông khổ lắm. Con lớn lên, con đi học, con không có nghĩ là con sẽ theo nghề nông nữa. Tại cái cảm giác nó sợ lắm. Làm thì cứ làm nhưng mà không biết là lời hay lỗ, rồi có đủ ăn đủ mặc hay không. Cái là có cái nó hơi buồn là ba với mẹ con cũng không hợp nhau. Rồi đường ai nó đi lúc tụi con còn nhỏ quá. Ba con phải dình nuôi bà nội già, rồi hai anh em nữa thì không có nhiều điều kiện để đi học. Thì con mới nghĩ, con nghĩ thì con cứ phải đi làm, đi mai cái nghề mà gần nhất á, để con bước qua cái nghề này á, là con đi nấu cơm cho một công ty. Sau đó con mới muốn được đi thị trường cho công ty của cô, là con làm kiếm thêm, kiểu như là con mê làm thôi, chứ con làm thì con không biết nó sẽ đi đâu và về đâu. Sau đó thì con mới nghĩ là thôi mình tự trồng thử một ít. Con cũng gửi lời cảm ơn đến một ông anh, cũng tình cờ anh em chơi với nhau. Anh thấy con đi làm như vậy thì anh mới là thôi không ấy thì em nên liên kết với bà con để em vừa nắm được cái chất lượng để cung cấp cho suất ăn công nghiệp em đang làm, và những cái sản phẩm dư đó thì em nên tìm cái hướng để tiêu thụ cho bà con luôn, và em kiếm thêm kinh tế của gia đình. Qua một thời gian con có một chút vốn rồi thì con mới triển khai là tự trồng nhiều hơn và vận động bà con là gắn kết với con nhiều hơn. Nhưng mà cái quá trình vận động nó rất là khó khăn, là tại vì con thì còn quá nhỏ, thì những bà con nông dân thì người ta buôn bán với những người bạn hàng hay thương lái mấy chục năm rồi. Nhưng mà qua một
thời gian con làm á, thì nó sẽ có những cái vụ thị trường bị xuống giá trầm trọng. Thì khi đó là con mới triển khai chương trình bình ổn giá. Những người nào cảm thấy là thôi thì bây giờ cũng cùng đường rồi, thôi qua làm chính quyền tới đâu thì tới, thì con thu mua của bà con những cái vụ đó là như là thôi bán giùm cho họ. Rồi để dù sao con sẽ sắp xếp kế hoạch con làm nó sẽ ổn định hơn để không có bị tình trạng dư hàng như vậy nữa. Và đặc biệt là con mời bà con là làm một cái lớp tập huấn để làm cái mô hình là sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Bây giờ thì cái niềm tin của bà con ở trong cái khu vực của mình thì tương đối lớn rồi. Con triển khai mạnh hơn. Có thể là mình vừa làm tiêu chuẩn VietGAP mà vừa làm những cái mô hình rau là thủy canh. Đặc biệt là sẵn chương trình em khuyên luôn tất cả những bà con nông dân, mình nên làm những cái sản phẩm nào mình dám ăn thì mình hãy bán. Khi một ngày nào đó là cái hàng của mình nếu nó sạch thật sự, nó chất lượng thật sự thì sẽ có người nhìn ra tiềm năng đó và thu mua cái hàng của mình đúng cái giá trị của cái hàng mình. Sắp tới đây là con rất là mong ước là sẽ có thêm nhiều đối tác khách hàng. Ví dụ như là bên siêu thị hay trường học hay là nhà hàng công ty, từng khách hàng yêu cầu như thế nào thì em sẽ sản xuất theo cách đó. Thưa bà con, ở đây thì tôi lại thấy được cái tâm tư, cái tình cảm của bạn trẻ này. Tại vì quả tình vấn đề rau sạch hiện nay nó vẫn là đau đầu với tất cả mọi người. Cái người Việt Nam được một cái ưu điểm là thường trong bữa ăn chúng ta lúc nào cũng phải có rau. Và với cái sự kêu gọi của Nguyên, của một người trẻ, những cái hộ nông dân khác cùng với bạn để sản xuất rau sạch, để cung ứng sản phẩm an toàn cho thành phố. Cảm ơn Nguyên vô cùng. Và bây giờ cô lại muốn nghe nữa là Nguyên có thể nói cho mọi người biết là hiện tại thì Nguyên đang làm việc với bao nhiêu hộ nông dân và cái diện tích để trồng rau sạch mà Nguyên đang có để cùng với các bà con khác là bao nhiêu? Hiện tại thì con làm với khoảng 20 hộ nông dân. Cái diện tích mà sản xuất á thì nó dao động chứ không thể chính xác được, là tại vì khi mà mình canh tác nó phải đổi cái vùng đất sản xuất cô. Nếu mà cô sản xuất một chỗ lâu thì không sản xuất được. Nó không sản xuất được. Dạ thì cũng khoảng mười mấy đến 20 hecta. Mà bây giờ là bà con làm với con là đang rất là phấn khởi. Ai cũng muốn là Nguyên để cô sản xuất cái này, để chú làm cái kia. Nhưng mà con lại là không có dám cho sản xuất quá tầm. Khi mà quá tầm rồi cái đầu ra con nó không ổn định. Đúng cái lúc mà sản phẩm mình nó dư nhiều quá mà đưa ra thị trường á, thị trường chợ trôi nổi thì giá nó sẽ rẻ, thì lúc đó là con lại là nếu mà mình không có khả năng mà để gồng gánh cho bà con á thì mình sẽ mất uy tín và mình làm cho bà con là bị hụt hẳn. Cho nên là con cố gắng đi tìm thêm khách hàng bằng mọi hình thức, đi họp bên sở nông nghiệp, rồi bên hội nông nghiệp sạch của thành phố, rồi để kết nối khách hàng. Khi mà có kết nối khách hàng là con về là con sẽ triển khai kế hoạch một hai hộ nào trồng kế tiếp theo cái mặt hàng nào mà khách hàng họ nhu cầu. Cái tâm nguyện của con là muốn tìm thêm thật nhiều khách hàng để vực cái nông nghiệp xã Tân Phú Trung con là nói riêng, huyện Củ Chi là nói chung, rồi bắt đầu những người nào mà đã từng bỏ ruộng rồi mà muốn quẹo lại làm với con sẽ có một chính sách riêng cho người đó. Những người nào mà muốn làm với con mà thật sự tâm huyết cứ lại gặp con. Cái dự định sắp tới của con là con sẽ mở rộng cái phạm vi hoạt động của con như thế nào? Dạ, cái dự định sắp tới của con là con đang xây dựng một cái xưởng sơ chế. Trước giờ thì con bán ví dụ như là chủ yếu là đóng vô sọt và giao ký là nhiều, thì con đang chuẩn bị là hoàn thiện một cái xưởng sơ chế của con để ví dụ như rau hay là những loại củ quả thì con sẽ đóng gói hay là quấn màng co nó theo cái quy cách của khách hàng luôn. Thêm cái là vệ sinh an toàn thực phẩm á, mà ví dụ như nhà xưởng cô không có đầy đủ á, là không có được thành phố mình cấp phép đâu. Theo người ta làm sao mình phải cố gắng mình làm vậy, chứ nếu không là mình bị dậm chân tại chỗ. Thưa quý vị, thưa bà con, là ngồi nói chuyện với Kim Xuân hôm nay là một nhân vật rất là đặc biệt. Bạn ấy còn rất là trẻ, nhưng mà bạn ấy đã có một cái suy nghĩ là nếu ngoài chuyện trực tiếp chuyện làm nông, bạn ấy còn kêu gọi các hộ dân hãy cùng nhau để sản xuất ra một cái loại sản phẩm sạch, đó là rau xanh, một thứ rất cần thiết cho mọi người. Xin cảm ơn những chia sẻ của nông dân Trần Anh Nguyên trong chương trình Nông Dân Xin Chào. Nông Dân Xin Chào. Thưa quý bà con, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ hết sức chân thành đến từ người nông dân Trần Anh Nguyên. Và giờ đây, Mỹ Ngọc xin được mời quý vị chúng ta hãy một lần nữa lắng nghe những lời tâm sự của người nông dân này qua ca khúc với phần góp mặt của ca sĩ Lâm Hùng trên sân khấu của Nông Dân Xin Chào. Em chào anh Nguyên. Dạ, em chào anh Hùng. Bây giờ xem chương trình em rất là khâm phục anh.
một người có tâm và có tài. Chúc mừng anh. Còn ngày ngùng gì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Ngồi còn ngày ngùng anh say đắm bao đó hoa, để trái tim ai lành ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh đời đời thôi xót xa. Đêm không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế em mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mãi. Trên đường đời hai lối, nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác, tim em sẽ đau. Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương tuy không còn gặp gỡ. Nếu sống bên nhau khi tình anh cứ tan vì bóng dáng khác, người ơi anh đã yên tình. Có vẻ bài này anh thuộc, anh rất là thuộc đúng không? Còn ngày ngùng gì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Cười còn ngày ngùng anh say đắm bao đóa hoa, để trái tim ai lạnh giá. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mãi. Trên đường tình hãy lối, đừng sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác, thì em sẽ đã. Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương tuy không còn gặp gỡ. Hơn sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng dáng khác, người ơi anh đã hiểu tình em. Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương tuy không còn gặp gỡ. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác, thì em sẽ đâu. Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương tuy không còn gặp gỡ. Nếu sống bên nhau khi lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác, người ơi anh đã hiểu tình em. Người ơi anh đã hiểu tình em. Người ơi xin một lần đi nhớ. Cảm ơn khán giả và anh Lâm Hùng. Xin được cảm ơn hai anh với phần song ca vừa rồi. Em nghĩ rằng với một cái giọng hát này, với một cái phong cách này thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên. Chỗ hồi nãy mà anh tiếng Nguyên anh sẽ đau. Vâng, phong cách biểu diễn rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng được anh Nguyên chia sẻ là anh Nguyên có được như ngày hôm nay thì cũng phải nhờ sự giúp đỡ của rất là nhiều người. Và chương trình Nông Dân Xin Chào cũng hy vọng rằng bà con nông dân đang xem chương trình này, chúng ta sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm từ những sự chia sẻ của những người nông dân giỏi. Và thưa quý vị, chúng ta đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Nông Dân Xin Chào do Đài Truyền hình Vĩnh Long kết hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Và chúng ta cũng không quên nói lời chào tạm biệt với một cái câu rất quen thuộc của chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên chúng tôi là Nông Dân Xin Chào. Chào, chào mừng hội mới. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Chúng tôi là nông dân yêu quê hương ruộng đồng, luôn ca vang khắp chốn, cần lao sáng tạo đổi mới tiên phong. Xin chào, xin chào, xin chào nói.